Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ so sánh hai mẫu búa có chốt an toàn và không có chốt an toàn. Và bên mình từ trước giờ là mình toàn có loại có chốt an toàn. Đấy, anh em mình lưu ý này. Đây loại không có chốt này. Đấy, anh em nhìn. Đấy, đây đấy mình bỏ chốt rồi nhé. Đấy. Cái chốt đây. Đấy. Bóp không còn được. Đấy, cũng cùng một shop khác, cùng một mẫu thôi nhưng mà không có chốt này. Đấy, rất nguy hiểm. Đấy, tùy anh em cập nhật, anh em xem lúc video anh em đăng ký kênh nhé. Rồi, chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em cái mẫu búa đập giá 500.000 đấy, là tất cả toàn bộ là CNC hết cho anh em. Đấy, cái hàng của mình thì nó lắp ráp dễ thôi. Đây, cũng như anh em nhìn này, đấy, nguyên lý hoạt động nó rất là dễ. Đấy, sau có lò xo đi nữa, mình sẽ gửi đủ luôn cho anh em, mình lắp được luôn. Đấy. Ý điểm cái của mình là nó có chốt an toàn anh em nhé. Đây, búa CNC toàn bộ luôn, đấy nhá. Đấy, cái kéo này, chốt an toàn. Bóp không mà cái shop khác không mà có nhé. Đấy, anh em chốt an toàn rất chi là ngon đấy, hàng rất chi là ok đấy. Đấy, em thả chốt đây bình thường đấy. Đây là hàng loại an toàn để cho anh em sử dụng. Bây giờ tiêu chí hàng đầu là anh em phải lưu ý là nó cũng phải an toàn đấy. Nói thì nói súng ống là mình phải an toàn đấy. Cái giá mình nó vừa rẻ hơn shop khác, là mình bán có 500.000 tận tận đấy. Đấy, giá 500.000 bao ship này. Bao ship toàn quốc nên lại có chốt an toàn nhé, lắp vừa gen 28 anh em. Đấy, anh em nào mới chơi hoặc là em nào ấy thì lưu ý đấy. Đấy, anh em gọi điện trực tiếp số điện thoại này. Anh em đăng ký kênh đấy. Còn anh em thích là chế cháo nó hoành tráng thì mình lại chế băng gấp này. Tay cầm nhựa đấy. Cái bộ này là bộ của riêng mình nên mình chuyên cho cái dòng truyền thống này đấy. Rất chi là ngon này. Đấy, như cây mình đã chế kia rồi đấy, và anh em chế theo đúng mẫu như kia là ok thôi đấy. Đây hàng mẫu đấy, còn anh em lắp ráp thì đơn giản về có ốc sẵn hết đây rồi, mình anh em về lắp vào có đốc đây, có đốc đây đấy, xong mình tháo ra ốc cái là được. Đây tháo ốc hai đầu đấy. Đặt đúng vị trí như này thì tất cả là đồ CNC chuẩn xác 100% hết rồi, nhớ chuẩn xác hết như này đấy, và anh em chỉ cần lắp cái xong là ok rồi đấy. Anh em là lưu ý là cái của mình là nó có chốt an toàn này. Nhà bóp không mà phải có số khác và có chốt an toàn ở đây thì giờ hơi đấy, đây chốt an toàn đấy. Đấy. Em ok đâu đấy, anh em cho tím mỡ này nữa là rất chi trơn tru, rất chi trơn tru. Đây còn cái loại mình đang bán nó rẻ hơn một chút, cái loại này bao đập cái loại đấy, cái loại cũ này đấy. Cái loại đập cũng rất chi khỏe đấy. Khỏe này đây vào cái dòng đây dòng là cây Benjamin bắn nhựa đấy. Benjamin bắn nhựa nhá. Đấy. Đấy, anh em chế cháo đấy, vừa tất thật loại hết. Một chút thì cho lên đây. Đấy, còn thanh lý một bộ hơi này, mình đang bán là 1.4 triệu, nó gồm QL này, van này, đấy, bộ hơi, đấy, cái lắp bịt nữa, đấy 1.4 triệu nha anh em nhé. Anh em có nhu cầu chơi liên hệ trực tiếp với mình, đấy, nó đủ hết. Búa thì anh em lưu ý là búa 500, búa mình sẽ hết thị trường. Đấy. 500 nhá. Đấy tùy cảm nhận thôi. Anh em cứ thông thái nhất thì anh em cứ chọn. Anh em thích nào anh em chọn thế đấy, tùy thôi. Đấy. Anh em có nhu cầu chơi alo chơi. Còn cái loại mà không có chốt an toàn đây thì mình không bán nữa. Loại mình dừng sản xuất rồi. Đấy, nó rất chi là ghê đấy. Nó không có chốt. Đấy. Có chốt thì nó khác hẳn này. Anh em là nó không có chốt đấy. Đấy. Bóp thoải mái. Đấy. So sánh này, rất chi là ghê. Đấy. Đấy, rồi. Tùy anh em cảm nhận, anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại nhá. Rồi chào tất cả anh em.